Giao tiếp ư? Tôi đủ tự tin. Tự tin vì tôi từng đọc rất nhiều sách, tôi xem rất nhiều video về kỹ năng giao tiếp. Bạn chắc chứ? Bạn có từng mất việc vì giao tiếp kém, bỏ lỡ khách hàng chỉ vì thảo luận không thuyết phục, hay bị nghỉ chơi vì lỡ nói một câu hơi vô duyên với bạn của mình? Giao tiếp là gì? Đó là cuộc nói chuyện giữa hai người hoặc một người trong một nhóm người, sử dụng ngôn ngữ, bằng cơ thể hay bằng ánh mắt để trò chuyện với đối phương. Giao tiếp là một trong những kỹ năng sống vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta lại không mấy để ý tới chúng. Giao tiếp tốt sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cũng như cơ hội trong công việc và cuộc sống. Nếu chưa giỏi giao tiếp thì đừng lo, những bí quyết bên dưới sẽ hữu ích cho bạn trong việc cải thiện khả năng giao tiếp. Hôm nay, S sẽ chỉ ra những sai lầm cơ bản trong giao tiếp mà bạn có thể đang mắc phải. Biết đâu sẽ giúp bạn nhận ra chút những sai lầm nhỏ bé để cải thiện khả năng giao tiếp của bạn thì sao? 1. Quên mất nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi. Có thể bạn sẽ thốt lên rằng, sao phải khách sáo thế làm gì, hay có gì đâu mà phải xin lỗi? Nếu bạn có suy nghĩ xuề xòa đó, bạn đã mắc lỗi giao tiếp cực kỳ lớn. Đó là một điều vô cùng đơn giản, nhưng vô tình lại bị chúng ta lãng quên. Khi bạn nhận được sự giúp đỡ nào đấy, dù nhỏ hoặc một món quà từ ai đấy, thì hãy sẵn sàng cảm ơn. Ví dụ thực tế, khi bạn đi ăn hoặc cà phê, nhân viên đưa đồ ăn, đồ uống ra, thì hãy nở một nụ cười thật tươi và nói lời cảm ơn. Không hề khó chịu chút nào, đúng không? Nếu bạn thường xuyên đi xe công nghệ, hãy dành cho các bác tài một lời cảm ơn khi hoàn thành chuyến đi, vừa để động viên, lại chứng tỏ bạn là một người vô cùng trưởng thành và ấm áp. Trong cuộc sống thường ngày, bạn không thể tránh khỏi việc xích mích với đồng nghiệp hay với những người trong gia đình. Nhưng đôi khi, chỉ cần một lời xin lỗi nho nhỏ thôi là xong. Cuộc sống sẽ trở nên đơn giản hơn nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau. Thứ hai, không chịu lắng nghe. Ines Hemingway từng nói, tôi thích lắng nghe, tôi đã học được rất nhiều điều từ việc lắng nghe một cách cẩn thận. Hầu hết mọi người chẳng bao giờ chịu nghe. Dừng việc nói về bản thân mình quá nhiều. Việc chia sẻ về bản thân mình là tốt, nói về sở thích hay quan điểm của bạn là tốt. Nhưng cái gì quá cũng không tốt. Đấy là sai lầm mà bạn không nên mắc phải. Hãy chia sẻ với bản thân mình một cách phù hợp. Đừng chỉ sốt ruột chờ tới lượt mình để được nói. Hãy để cái tôi của bạn trong vòng kiểm soát. Hãy lắng nghe điều người khác đang nói với bạn một cách chân thành. Giống như bạn, đối phương cũng muốn mọi người hiểu và quan tâm mình. Khi bạn bắt đầu thực sự lắng nghe, hãy tránh các kiểu câu hỏi có dạng trả lời có hoặc không. Hãy cố gắng để ý ánh mắt người đối diện, đừng lảng tránh, đừng làm việc khác khi nói chuyện. Điều đó sẽ khiến họ chán nản và cảm thấy không được chia sẻ. Chẳng hạn, nếu ai đó kể rằng việc cuối tuần vừa rồi họ đã đi leo núi với một vài người bạn, bạn có thể hỏi thêm những câu như, các anh leo núi ở chỗ nào thế? Anh thích nhất điều gì khi tham gia chuyến đi đó? Ngoài leo núi ra, các anh còn làm gì nữa không? Khi đó, người được hỏi sẽ tiếp vui vẻ, chia sẻ thêm nhiều chủ đề bạn vừa hỏi một cách cởi mở hơn. Hoặc nếu bạn nhận được câu trả lời, ồ, tôi không biết nữa, bạn cũng đừng vội nản. Chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa, vòi thêm. Bạn hãy chia sẻ điều gì đó thú vị đi. Người được hỏi sẽ thấy rằng bạn quan tâm tới câu chuyện của họ và sẽ phải suy nghĩ thêm một chút. Một khi họ đã tỏ ra bắt nhịp với câu chuyện thì những thông tin sẽ thú vị dần lên vì cuộc trò chuyện sẽ không còn mang tính tự phát một chiều nữa. Thứ ba, ngắt lời người khác. Thôi mày im đi, mày biết gì mà nói, để tao nói cho mà nghe. Bạn sẽ khiến đối phương giật mình và tụt mút đấy. Và tôi không chắc bạn sẽ giữ được mối quan hệ tốt sau mỗi lần bạn nói như thế đâu. Bạn tự cắt ngang và nói hộ người khác. Vậy bạn có nhận ra rằng đó là thói quen vô cùng xấu. Nó không những ảnh hưởng đến sự tôn trọng và tình cảm người khác dành cho mình, mà còn làm tổn hao năng lượng của bản thân khi phải hoạt động và suy nghĩ bằng hai cái đầu cùng một lúc. Thực ra, thói quen hay cắt lời người khác là một thói quen vô thức rất khó nhận biết. Vì vậy, bạn chỉ cần học cách kiểm soát bản thân để có thể hành xử đúng đắn. Nhắc nhở bản thân trong mỗi cuộc nói chuyện nếu có thể, phải biết kiên nhẫn, chờ đợi và lắng nghe đối phương cho đến khi họ trình bày xong ý kiến mới đến lượt mình. Bạn sẽ nhận thấy các cuộc giao tiếp của bạn được cải thiện rõ rệt nhờ vào sự điều chỉnh đơn giản nói trên. Đồng thời, những người nói chuyện với bạn và cả bản thân bạn sẽ có cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều khi cả hai cảm thấy được lắng nghe một cách lịch sự trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Thứ tư, kỹ năng truyền đạt kém. Yếu tố quan trọng nhất trong một cuộc nói chuyện
không phải là những gì bạn nói, mà là cách bạn nói. Việc thay đổi những thói quen này có thể tạo ra một sự khác biệt lớn, bởi vì giọng nói và ngôn ngữ cơ thể là một phần quan trọng trong giao tiếp. Thông qua kỹ năng truyền đạt, mọi người có thể nhìn ra bạn có đang tự tin trao đổi hay không. Nếu bạn rơi vào trường hợp là người kém kỹ năng truyền đạt, bạn nói mà không ai hiểu gì. Hãy nói chậm lại. Khi bạn hào hứng về một cái gì đó, bạn có khả năng sẽ nói nhanh hơn. Cố gắng làm chậm lại. Điều này sẽ làm mọi người dễ dàng lắng nghe bạn và giúp bạn truyền tải những gì bạn muốn nói với họ. Đừng nói lí nhí trong cổ họng mình thế chứ. Nói to lên. Đừng ngại nói lớn khi cần thiết để mọi người nghe được bạn. Hãy để giọng nói phản ánh cảm xúc của bạn. Không ai chịu lắng nghe lâu nếu bạn cứ nói chuyện với một giọng đều đều, cực kỳ buồn ngủ và nhàm chán ấy. Bạn biết tiến sĩ Lê Thẩm Dương chứ? Ông có một lối diễn thuyết lôi cuốn, thuyết phục được người nghe với cách nói chuyện gần gũi, thân mật. Hầu hết những bài giảng của ông đều để lại một dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Hay diễn giả 8X Trần Đăng Khoa, vừa là một doanh nhân trẻ thành đạt, vừa là diễn giả được công chúng mến mộ. Trong bất cứ cuộc nói chuyện nào, anh đều mang đến năng lượng tích cực, nhiệt huyết và tình yêu cuộc sống cho người nghe. Đáng để các bạn học hỏi đi chứ. Thứ 5. Hỏi quá nhiều. Ê, Tuấn vừa rồi đi đâu? Làm gì với ai thế? Hôm qua có xem trận bóng kinh điển không? Hôm nay đi nhậu chứ? Ơ, sao không trả lời thế? Vì bọn hỏi quá nhiều câu hỏi, làm sao anh ấy trả lời kịp chứ? Nếu bạn hỏi người đối diện quá nhiều thì sẽ có nguy cơ biến thành một cuộc thẩm vấn. Bạn không phải là thẩm phán và người đối diện không phải là tội phạm. Đừng biến cuộc nói chuyện này giống như một phiên tòa hay hỏi cung. Điều đó khiến người được hỏi nghĩ rằng bạn không có nhiều thông tin chia sẻ hoặc nghĩ rằng bạn thật lắm mồm. Tại sao bạn không pha trộn các câu hỏi với những câu nói thông thường? Được xả hơi, thư giãn với những người bạn vào dịp cuối tuần, vui thật. Chúng tôi cũng thích những chuyến dạo chơi ngoài công viên với nhau và cả một vài trận bóng rổ nữa. Vui thế, tháng trước chúng tôi cũng đi chơi thuyền với đám bạn. Tôi đã thử câu với lưỡi câu mới của Đạt, chúng được lắm. Và thế là cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục suôn sẻ. Điều thứ 6, giới hạn chính mình. Lê Lauder từng nói, đừng bao giờ rời khỏi nhà mà không đọc báo. Bao lâu rồi bạn chưa gọi điện cho lũ bạn thời đại học? Bạn luôn tự tin vì có tận 5.000 bạn bè trên Facebook, có bao giờ thoải mái chém gió trên mạng xã hội nhưng gặp bên ngoài bạn lại chẳng biết nói như thế nào chưa? Khi trò chuyện với một người vừa gặp mặt hoặc một vài chủ đề mới, bạn trở nên lo lắng vì không biết chính mình sẽ xử lý như thế nào. Đặt chiếc điện thoại xuống đi nếu bạn muốn dừng sống ảo. Hãy ra ngoài gặp gỡ và kết bạn đi. Đừng tự biến mình thành kẻ nhàm chán. Nếu bạn đang cạn kiệt ý tưởng để nói, hãy chữa cháy bằng cách nói về những tin tức hiện nay. Này, corona đang có diễn biến thật sự phức tạp đó. Sắp tới có những trận bóng nào nhỉ? Hay nhận xét không gian tổ chức bữa tiệc, hay một bộ trang phục của một cô gái hoặc danh sách các bài hát đang ở top trending. Bạn luôn luôn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện mới về những thứ xung quanh bạn. Bắt đầu nói chuyện với người mới với một nụ cười bằng thái độ thân thiện, thoải mái. Vì đó là cách bạn nói chuyện với bạn bè. Nghe có vẻ điên rồ một chút hay quá đơn giản, nhưng nó thực sự có tác dụng. Điều thứ 7, đưa ra những câu chuyện cá nhân tế nhị. Bao giờ thì lấy vợ? Lương tháng được bao nhiêu? Ê, mày có vấn đề về giới tính à? Quá vô duyên, đừng hỏi về mấy câu hỏi tế nhị. Thật sự đấy. Đùa ư? Sẽ chẳng ai thích đùa với mấy câu hỏi kém duyên đó của bạn đâu. Ai trong chúng ta cũng từng vài lần vô thức nói ra những câu kém duyên. Và hẳn là cũng đôi ba phen đứng hình khi chẳng may bị vứt vào mặt vài câu hỏi đỡ được chết liền. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đừng lặp đi lặp lại một vài câu hỏi tế nhị trong mỗi lần gặp mặt như thế. Điều thứ 8, nhàm chán. Đừng bao giờ bạo hòa tới 10 phút liên tục chỉ về chiếc ô tô mới của bạn. Đừng bao giờ trong một cuộc nói chuyện mà biến mình thành cái rốn của vũ trụ. Đừng bao giờ bắt mọi người nghe mãi về một câu chuyện không hồi kết của bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần chấm dứt những chủ đề khi bạn thấy nó bắt đầu trở nên nhàm chán với người khác. Cách đơn giản và hiệu quả để có thể chia sẻ điều gì đó thú vị với người khác là bạn hãy sống một cuộc đời thật phong phú và chỉ tập trung vào những điều tích cực. Đừng bắt đầu câu chuyện về việc lải nhải những điều không hay về công việc hay sếp của bạn. Sẽ chẳng ai muốn nghe nó đâu. Tại sao bạn không nói về chuyến du lịch gần đây nhất của mình? Một vài câu chuyện vui diễn ra trong khi bạn đi mua quần áo. Kế hoạch của bạn cho kỳ nghỉ lễ sắp tới hay một điều gì đó vui vẻ tương tự.
Dale Carnegie đã từng nói rằng, nếu chỉ trong vòng 2 tháng bạn thực sự quan tâm đến người khác, bạn sẽ có được số bạn nhiều hơn nhiều so với số bạn bạn có được trong 2 năm nếu trong khoảng thời gian ấy bạn chỉ cố gắng để khiến người khác quan tâm tới bạn. Đây cũng là một cách khác để nói rằng, cách tốt nhất để tìm kiếm bạn bè là bạn hãy trở thành một người bạn thực sự. Hãy cởi mở trong trò chuyện với người khác, thay vì việc cứ cố kéo mọi cuộc trò chuyện trở về với những chủ đề bạn yêu thích. Rèn luyện để có thể nói chuyện hàng giờ về một chủ đề nào đó như công việc, ban nhạc yêu thích, một chương trình truyền hình nào đó, v.v. Cởi mở với người đối diện và không quá đeo bám với một chủ đề nào đó quá lâu sẽ khiến cuộc trò chuyện trở nên thoải mái và thông thoáng hơn. Bạn sẽ trở thành người có khả năng trò chuyện về rất nhiều điều một cách tự nhiên, dễ dàng. Vì lẽ, bạn có thể sẽ gặp gỡ với rất nhiều người khác, nên khi có thể trò chuyện được theo cách này, bạn sẽ thấy mình có khả năng kết nối với những người khác chẳng khó khăn gì. Điều thứ 9, luôn vội vàng phủ nhận khi bị người khác phê bình chỉ trích. Hôm qua, sếp chưa đánh giá cao về sự cố gắng của bạn. Bạn liền đáp lại bằng câu, em đã cố gắng hết sức mình. Vậy ư? Bạn bè chê kiểu tóc mới, bạn khó chịu. Đồng nghiệp không đồng tình quan điểm, bạn luôn cảm thấy khó chịu hoặc phủ nhận khi bị người khác phê bình. Suy nghĩ tích cực chút nhé. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Người dám phê bình bạn đa phần là những người thân, bạn bè hoặc cấp trên, những người có quan hệ tốt với bạn. Hãy vui vẻ đón nhận và rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Đừng vội vàng phủ nhận những lời phê bình. Trước khi cảm thấy xấu hổ hay phẫn nộ, bạn cần bình tĩnh xem xét kỹ vấn đề mà đối phương nói. Hãy kìm cơn giận của mình xuống, sau đó suy ngẫm xem liệu bản thân bạn có thực sự mắc phải những khuyết điểm như thế không? Người đang chỉ trích bạn đó, mục đích của họ là gì? Liệu họ chỉ đơn giản muốn công kích bạn hay họ thật lòng muốn bạn trở nên tốt hơn? Lần sau nếu bị phê bình chỉ trích, hãy cho bản thân thời gian để kiểm soát cảm xúc trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào nhé. Điều thứ 10, không đóng góp nhiều. Bạn có cảm thấy bạn không có nhiều ý kiến để đóng góp cho cuộc trò chuyện? Bản kế hoạch này được chứ? Cậu có ý kiến gì không? Không. Cuối tuần này đi du lịch, cậu muốn đi đâu? Đâu cũng được mà. Ngày mai, cả nhóm đi nhậu ở quán ABC. Ăn gì nhỉ? Ăn gì cũng được, tôi dễ tính lắm. Ông bạn nói gì đi chứ? Sao im lặng thế? Là bạn đang bận rộn hay bạn không biết nói gì? Lắng nghe thực sự và quan tâm đến những gì người khác đang nói. Đặt câu hỏi, phát biểu những câu có liên quan. Hãy mở rộng tầm mắt, phát triển kỹ năng quan sát để tìm ra những đồ vật thú vị xung quanh và nói về chúng. Phát triển ngân hàng kiến thức cá nhân của bạn bằng cách mở rộng quan điểm về những điều thú vị trên thế giới. Đọc báo và bắt kịp những chủ đề nóng hổi đang diễn ra. Điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể, cách nói chuyện và cố gắng giả định các mối quan hệ để cải thiện kỹ năng giao tiếp. Nhưng hãy thư giãn, bạn không cần phải làm tất cả cùng một lúc. Nếu không, bạn sẽ chỉ cảm thấy bối rối và choáng ngợp. Thay vào đó, chọn ra 3 điều quan trọng nhất mà bạn cảm thấy cần được cải thiện. Thay đổi chúng mỗi ngày trong 3 đến 4 tuần. Hãy lưu ý sự khác biệt và tiếp tục. Chẳng bao lâu thì những thói quen mới của bạn sẽ bắt đầu xuất hiện một cách tự nhiên khi bạn đang trò chuyện. Điều thứ 11, trò chuyện về những chủ đề tiêu cực hoặc nhàm chán. Còn những chủ đề sẽ chẳng bao giờ thích hợp trong những cuộc trò chuyện với người khác. Chẳng hạn, nói về sức khỏe hay mối quan hệ đang trở nên tồi tệ của bạn. Nói về công việc hay người sếp chẳng ra sao. Nói về những vấn đề kỹ thuật mà chỉ có bạn hoặc một số ít ai đó có thể hiểu được, v.v. Tất cả những chủ đề dạng này sẽ chỉ khiến câu chuyện đi vào trạng thái nhàm chán và bế tắc. Hãy dành riêng những vấn đề như tôn giáo và chính trị chỉ cho những người bạn thân thiết và đồng cảm với bạn mà thôi. Để trở thành một người hoàn hảo, trước hết bạn hãy tự tin trong cách giao tiếp nhé. Mọi khó khăn có thể là thử thách, nhưng có công mài sắt có ngày nên kim. Hãy cùng chờ đón những video tiếp theo của Bài Học Thành Công nhé. Chúc các bạn thành công!